Đến mẫu chuyện thứ năm, tu sĩ Lâm Thị Gết giảng sanh. Lâm Thị Gết quê ở xã Tân Tịch, quận Cao Lãnh, tỉnh Kiến Phong, là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cô có đức tánh điềm đạm, làm cảm mến nhiều bạn đạo. Ngoài việc tu sửa thân tâm chuyên lo niệm Phật, cô Bãi Gết còn thường cộng tác với tín hữu lo truyền bá giáo lý và công tác xã hội. Năm 1966, cô có đảm trách nhiệm vụ nấu nướng cho khóa đào tạo giảng viên truyền bá giáo lý do Ban trị sự Trung ương mở tại Thánh địa Hòa Hảo. Kế đến là làm giám thị cho khóa học giáo lý tại chùa Ghe Sáo ở quận Chợ Mới, An Giang, và thường góp sức với đồng đạo lo việc giáo sự, thời gian phát bệnh và giảng sanh. Cô bị bệnh ung thư, bác sĩ bảo phải mổ. Cô khước từ và chỉ mong niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng mẹ và thân nhân thì cương quyết bảo phải mổ để kéo dài sự sống. Cô Bảy miễn cưỡng đồng ý. Khi mổ xong, được đưa về hậu giải phẫu, trong cơn mê cô cứ liên tục niệm ra tiếng bài Tây Phương tiếp dẫn: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cửu Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Vong Linh Lâm Thị Gết A Di Đà Phật. Từ bác sĩ, y công và hầu hết người có mặt, ai cũng trầm trồ khen lạ. Khi hết thuốc mê, cô tỉnh lại, liền nắm tay người bạn đang nuôi mình mà hỏi: Khi mê em có nói gì bậy không chị? Chị bạn trả lời: Không, em chỉ niệm Tây Phương tiếp dẫn chứ không nói gì sai cả. Bởi cô thấy những bệnh nhân nằm bên cạnh, khi còn mê họ thường la ó nói xàm, chửi rủa đủ điều, nên cô sợ mình cũng vậy. Sau khi lành mạnh được một thời gian, cô cố gắng công phu tu tập. Đến khi bệnh tái phát, cô biết mình không mạnh nên chuẩn bị tinh thần ra đi. Cô thu một cuồng băng niệm Phật và dặn chị dâu mọi điều hậu sự để ủng hộ tinh thần cho mình lúc ra đi. Cô có một người đồng đạo bình thường, cô này thường mến cô Bảy nhiều lắm, sợ tình lưu luyến sẽ trở ngại, nên cô kêu người ấy mà nói rằng: Hôm nay cô khỏe nhiều rồi, em về Mỹ Hiệp thăm cha mẹ đi, ba hôm sau sẽ trở xuống. Cô ấy vâng lời về nhà. Hôm sau cô nhờ chị dâu sắm sửa cho mình một khai lễ. Cô ngồi niệm Phật và nhờ chị dâu bưng khai lễ lên lầu trình cửu quyền và trình với mẹ: Xin mẹ tha lỗi vì con chết trước mẹ, không báo hiếu cho mẹ được. Thương con xin mẹ ráng niệm Phật cầu sanh tịnh độ.
cá nhau nữa. Chị dâu cũng làm y như lời dặn của cô. Khi vừa trình xong, cô xá ba xá thì ánh sáng hiện đến chói mắt. Mọi người cứ nghĩ là xe qua phà ban đêm nên pha đèn, vì nhà cô gần Bắc Cao Lãnh. Nhưng khi xem kỹ thì cô đã tắt thở, được biết đó là ánh hào quang hiện đến lúc cô lâm chung, thuộc theo lời của ông Thiện Tâm. Sau đây là lời phụ bình. Theo ba kinh Tịnh Độ cho biết, nếu ai có đủ tín nguyện hạnh thì chắc chắn sẽ được giảng sanh. Nhưng phẩm vị cao thấp là do dụng công sâu hay cạn, nên phẩm vị mới có khác nhau thôi. Nhận xét về công hạnh của cô Lâm Thị Gết, ta thấy sự dụng công của cô cũng đã được thâm nhập vào tạng thức, nên khi bị gây mê thể xác mà tâm vẫn còn niệm Phật như thường, chứng tỏ cô dụng công được thuần thục, nên A Lại Gia và Mạt Na Thức của cô không bị trở ngại bởi thuốc mê như kẻ khác. Theo ba kinh Tịnh Độ, nếu người dụng công được như thế, nhất định phẩm vị không nhỏ. Huống chi cô Gết là người giữ giới trường trai, từ thuở tuổi đời còn son trẻ, lại gồm phước huệ song tu, thế nên sự ra đi rất là tự tại. Đọc chuyện giảng sanh cô Lâm Thị Gết giúp ta thêm phấn khởi tinh thần trên đường tu tiến Tịnh Độ. Hàng nữ giới như cô thật đáng kính và đáng noi gương. Vậy chúng ta nên nhanh chân xuống thuyền Tịnh Độ, nắm chặt la bàn giáo lý để vượt bể trầm luân mà về an dưỡng quốc, mới không phụ lời nhắn nhủ của đấng ân sư. Thành tâm khẩn Phật giới lại trời, muốn khỏi hội này trẻ ăn chơi, lục tử trì tâm là phương pháp, nhắn nhủ cùng ai có mấy lời. Và khỏi phụ công cửu quyền đợi trong nơi chính suối. Nam mô A Di Đà Phật.